Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Món ăn ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh chị em và các bạn đó là nem gà nướng. Tiên mình chuẩn bị là 700 g thịt gà xay. Nếu các bạn không mua thịt gà xay thì mình mua ức gà về xay cũng được. 250 g giò sống. Sả băm. Ức bột Hàn Quốc. Đây là bột xá xíu. Rồi tỏi, hành tím, đầu hành lá. Mình băm nhuyễn 2 tép tỏi. Hành tím băm nhỏ. Thường thì nem nướng mình sẽ dùng thêm mỡ, nhưng mà hôm nay mình sẽ không có dùng mỡ nên mình sẽ dùng thêm 1/4 củ hành tây để cho món nem nướng nó được thơm và không có bị khô. Hành tây này mình sẽ băm nhỏ ra, hoặc các bạn có thể cho vào trong máy xay để mình xay cho nó nhanh. Ướp vào trong này 1 muỗng canh rưỡi đường cát, 1/2 muỗng canh hạt nêm gà, tiêu 1/3 muỗng cà phê, 1/2 muỗng cà phê bột tỏi, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào. Hai muỗng canh bột xá xíu. Trộn đều. Hai muỗng canh bột năng. Nếu như các bạn thích nem nó hơi cay cay một chút thì mình sẽ cho một ít ớt bột Hàn Quốc. Thêm 1 muỗng canh dầu màu điều để cho nem có cái màu đẹp hơn. Cho giò sống. Sả băm. Hai muỗng canh đầy sả băm. Vì mình không có dùng mỡ nên sẽ cho thêm dầu ăn để cho món nem không có bị khô, nó sẽ mềm hơn. Cho từ 2 đến 3 muỗng canh dầu ăn. Sau khi trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau rồi, để cho nem dai giòn hơn thì các bạn có thể dùng muỗng và mình miết như thế này. Đó, mình làm như thế này. Giống như mình quết nó vậy đó. Trộn đều lên. Tiếp tục quết. Mình làm như thế này từ nãy đến giờ đã được 5 phút rồi. Và mình thấy nó đã hơi nặng tay và nó dẻo dẻo lại như vậy là được. Các bạn dùng một cái hộp hoặc là một cái khuôn. Lót ở bên dưới là một miếng plastic wrap. Dầu ăn, mình lấy muỗng nhúng một ít dầu ăn. Thoa đều lên. Thoa dầu ăn như vậy để khi để vào trong khuôn thì nó không có bị dính. Và món nem nhìn nó sẽ bóng hơn. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái khay, bên dưới lót một lớp giấy bạc. Cho vào một chút xíu nước thôi.
giúp cho món nem không bị khô nha các bạn. Rồi, mình sẽ úp ngược. Rồi, mấy bên này mình cũng thoa dầu ăn. Phần thịt còn lại mình cũng làm như vậy. Ở bên kia mình đã mở lò oven cho nó nóng sẵn là 385 độ F, là 196 độ C. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng 15 phút. Mình pha nước sốt để chút nữa thoa lên trên nem. Một muỗng canh mật ong, nửa muỗng canh nước. Sau khi nướng 15 phút lấy nem ra, mình sẽ thoa sốt mật ong lên trên bề mặt. Các bạn nhìn thấy nem nó có những cái đường như thế này là tại vì mình để ở trên cái vỉ nướng đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn cho nem nó bằng mặt nhìn cho nó đẹp thì mình khi nướng mình sẽ lấy cái vỉ nướng này ra nha. Thì mình cứ để trên cái khay mình nướng thôi và không có cho nước vào. Rồi mình sẽ thoa sốt mật ong lên mặt bên này nữa. Sau khi thoa sốt mật ong xong, mình sẽ cho trở lại vào trong lò nướng lần thứ hai, cũng với 385 độ F là 196 độ C, thêm 15 phút nữa. Nem vừa lấy ra khỏi lò nóng hổi luôn. Chờ nguội một chút để nem nó săn lại rồi mình hãy cắt ra. Nếu mà còn nóng, cắt ra thì nem sẽ dễ bị nát. Món này mình có thể ăn chung với bún, bánh hỏi hoặc là cuốn bánh tráng tùy theo ý thích của các bạn. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu yêu thích món ăn này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và đừng quên bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi có món ăn mới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.